Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay chủ nhật ngày mùng 4 tháng 8 2019 thì tôi lại có mặt ở đây ở ngay phía trước của tòa đại sứ quán nước Trung Quốc tại Berlin. Và đây là một tòa đại sứ quán rất lớn, nằm ở ngay trung tâm của thủ đô Berlin, bên cạnh một cái dòng sông rất lớn. Và trước đây vốn là một cái khu vực là nhà cung đoàn của nước Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là thể chế cộng sản trước đây. Và sau khi Cộng hòa Dân chủ Đức, cái bức tường Berlin đó đã bị dỡ bỏ và hai Đông Đức và Tây Đức đã thống nhất, thì cái trụ sở công đoàn này đã được bán lại cho phía Trung Quốc, và họ đã mua cả cái khu nhà này và xây dựng trở thành một cái tòa đại sứ lớn với hàng trăm nhân viên, và họ làm việc hàng ngày ở đây để làm công tác ngoại giao, làm công tác tình báo và nhiều cái việc khác, cũng như tòa đại sứ quán Việt Nam cách đây không xa. Và gần đây các bạn cũng đã biết tình hình trong nước rất căng thẳng, đặc biệt là khu vực Biển Đông và khu vực Bãi Tư Chính. Đó là việc những chiếc tàu của Trung Quốc và những cái chiếc tàu Hải Nam đã đưa những cái thiết bị vào để thăm dò trên thềm lục địa Việt Nam. Và chính vì điều đó cho nên cái cuộc gặp ngày 1 tháng 8 vừa qua tại Thái Lan, và các bạn cũng thấy cái hình ảnh này, đây là hình ảnh của cuộc gặp đó. Là hôm 1 tháng 8, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp Ủy viên Quốc vụ Ngoại trưởng Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok, Thái Lan. Và các bạn đã thấy rất rõ là cái thái độ cũng như là hình ảnh của ông Phạm Bình Minh rất có vẻ là rất căng thẳng trong cuộc gặp này. Và trên cái bàn phía trước các bạn cũng nhìn thấy hai lá cờ, là lá cờ đỏ, nền đỏ giống nhau, nhưng mà một bên thì một sao vàng to, còn một bên thì có một sao to và bốn cái sao nhỏ, họ khá tương đồng với nhau. Và sau lưng chúng tôi thì các bạn thấy cũng có một cái cờ như vậy, nó đang bay, và cái cờ đó là cờ của Trung Quốc và có một sao to và bốn sao nhỏ. Và cũng tại cái địa điểm này, cách đây một thời gian thì đã xảy ra những cái vụ biểu tình rất lớn của người Việt Nam tại Đức cũng như là người Việt Nam tại châu Âu. Họ đã về đây và biểu tình phản đối cái việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, có lên đến hàng nghìn người, và với những khẩu hiệu bằng tiếng Đức, bằng tiếng Anh và bằng tiếng Trung Quốc, họ yêu cầu Trung Quốc rút khỏi những cái khu vực đang tranh chấp mà họ nói rằng là đường lưỡi bò và của Trung Quốc. Tuy nhiên, tòa án quốc tế đã bác bỏ điều này, và cho đến nay thì phía Trung Quốc vẫn tiếp tục có hoạt động thăm dò trong cái thềm lục địa của Việt Nam. Và cũng chính vì sau khi có cuộc gặp với ông Vương Nghị thì lập tức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam có cuộc gặp lập tức với ông hôm 1 tháng 8 là Phó Thủ tướng Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok, Thái Lan. Và đây là cái hình ảnh mà các bạn đã thấy, là hình ảnh của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ. Và sở dĩ chúng ta nói chuyện ngày hôm nay ở đây, tại sao phía Việt Nam sau khi gặp Trung Quốc lập tức phải gặp Mỹ? Bởi vì các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua, từ ngày 12 tháng 7 2019 cho đến nay thì cái tình hình căng thẳng ở ngoài Bãi Tư Chính liên tục tiếp diễn và càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì mặc dù trước đó thì Việt Nam đã im lặng, và báo chí quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài FA của Mỹ và các đài khác cũng như là Thời báo DE đã liên tục đăng tải những hình ảnh, những cái thông tin về cái việc mà Trung Quốc đưa tàu thăm dò tại thềm lục địa của Việt Nam. Nhưng phía Việt Nam vẫn im lặng. Sau đó Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ dám lên tiếng một cách rất chung chung, đó là nói tàu nước ngoài. Và chỉ đến khi phía Mỹ thông báo, đưa ra thông báo báo chí là phản đối cái việc mà Trung Quốc là một nước lớn bắt nạt nước nhỏ là Việt Nam, thì lúc đấy Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đồng loạt lên tiếng và chỉ đích danh là Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút cái tàu thăm dò khỏi cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên cái điều đó rất muộn, nhưng còn hơn không. Và sau đó thì đến ngày 1 tháng 8 thì chúng ta thấy hình ảnh như thế này, tức là sau khi gặp ông Vương Nghị thì đã thấy Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp lập tức ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ ở Thái Lan. Và cái điều mà Việt Nam luôn luôn mong muốn đó là giữ được cái chủ quyền biển đảo, nhưng lại vẫn mong muốn lại hợp tác với Trung Quốc và ký rất nhiều những cái thỏa thuận, mà cụ thể là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa những và đã soạn thảo những cái văn bản để ký kết những cái văn kiện hợp tác giữa Đảng Cộng sản của hai nước. Thế thì những cái văn kiện này như thế nào, nó có đem lại cái thuận lợi gì, hay là thậm chí có thể là đem đến những cái khó khăn cho cái việc mà điều hành đất nước hay không, khi mà hợp tác với Trung Quốc như vậy, một cách rất chặt chẽ như vậy, các thông tin của hai đảng
đã được trao cho nhau rất chi tiết. Thế thì những cái thông tin về quốc phòng của Việt Nam thì có bị trao như vậy hay không? Và Trung Quốc đã biết được điều gì? Và liệu những cái cán bộ mà Việt Nam được cử sang Trung Quốc trong thời gian qua để học và để nâng cao trình độ thì họ có tiết lộ cái điều gì cho phía Trung Quốc về vấn đề quốc phòng, an ninh của Việt Nam hay không? Thì cái điều đó khó tránh khỏi. Bởi vì các bạn đã biết họ, Trung Quốc là một cái đất nước rất là lớn và họ có sẵn sàng, có những cái tiềm lực rất lớn về tài chính, về tình báo để họ có thể thăm dò, nghe lén được toàn bộ những cái câu chuyện của những cán bộ này khi mà sang Trung Quốc học và nâng cao nghiệp vụ. Ngoài ra, những cán bộ đó cũng được thường xuyên đãi ngộ một cách rất là nhiều khi mà đến Trung Quốc để học hỏi. Và những cái đãi ngộ đó như thế nào, liệu có đó là một hình thức để mua chuộc các quan chức Việt Nam khi họ sang Trung Quốc hay không, thì đấy là một cái câu hỏi mà những cái các cơ quan trong nước phải tìm lời giải đáp. Không chỉ những vậy mà ngay sau khi Việt Nam công bố những cái thông cáo báo chí và ra công hàm phản đối Trung Quốc thì theo cái cập nhật mới nhất của chúng tôi vừa ghi nhận được thì cho đến thời gian này thì những cái tàu thăm dò của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động dày đặc ở cái vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh mà ông phó giáo sư Ryan Martinson, ông ta đã chia sẻ trên trang tweet của mình, và các bạn cũng có thể tự tra cứu ở trên mạng xã hội hoặc là vào trang tweet của ông để được biết những cái thông tin này. Và ngoài ra, sau cái chương trình phát trực tiếp này thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những hình ảnh này để các bạn có thể thấy rõ hơn cái thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với Việt Nam. Mặc dù là hai đảng cộng sản nhưng mà Trung Quốc luôn tìm mọi cách để bắt nạt Việt Nam và chèn ép Việt Nam, mà cho đến ngày hôm nay thì những cái tàu mà thăm dò và cùng với những cái tàu hộ tống này nó vẫn tiếp tục hoạt động ở vùng biển của Việt Nam. Và điều đó là rất bất lợi cho Việt Nam, bởi Việt Nam chỉ biết đưa ra những công hàm phản đối mà chưa có một cái động thái cụ thể nào để xua đuổi những cái tàu mà xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam như thế này. Đây, chúng tôi xin để gần lại hình ảnh để các bạn có thể thấy là đây, những cái chuyến tàu đi đó, những cái hải trình của những cái tàu thăm dò đó nó liên tục, và cho đến ngày hôm nay vẫn ở vị trí đó, vẫn ở khu vực đó và vẫn tiếp tục thăm dò ngay sát cái thềm lục địa của Việt Nam, ngay sát Phan Thiết, cách Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh thì cách đó cũng không xa. Vậy thì chúng ta phải làm gì để cái tình trạng này chấm dứt, hoặc là ít nhất là để Trung Quốc không thể tiếp tục coi thường Việt Nam như vậy nữa? Và cái điều mà quốc tế cũng như là thế giới đã tiếp tục liên tục phản ánh và đưa những cái thông tin cụ thể về cái việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, thì các bạn có thấy nhá, là các nhà nghiên cứu nói rằng là khả năng đụng độ Việt Nam và Trung Quốc ngày càng cao ở bãi Tư Chính. Đây là những hình ảnh mà các bạn ít thấy hoặc là chưa thấy ở cái thời điểm mà trước đây, đó là vào thời gian mà rất sớm, tức là từ 12, 13 thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã bắt đầu đăng những thông tin này rồi, và Đài Tiếng Nói RFA cũng đăng, và những đài khác và kể cả thời báo cũng đã đăng. Nhưng những hình ảnh này chỉ được xuất hiện sau ngày 17 và ngày 19 mà thôi. Còn trước đó thì gần như là báo chí Việt Nam im lặng, bởi vì cái sự nguy hiểm, rất nguy hiểm của Trung Quốc. Họ liên tục đưa tàu vào để tuần tra cũng như là để hộ tống những cái tàu mà thăm dò ngay trên thềm lục địa của Việt Nam. Thì đây là một cái hành động gần như là trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Bởi vì với việc cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý thì những cái tàu bè có thể qua lại, nhưng họ không được quyền khai thác hoặc thăm dò hoặc khoan trên những cái thềm lục địa đó mà nó thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và điều đó là Trung Quốc hiện nay đang vi phạm rất trắng trợn và vẫn đang tiếp tục vi phạm. Và cái việc này thì Việt Nam mới chỉ đưa ra những công hàm phản đối mà thôi. Và ngoài ra, thay vì cái việc mà các đài truyền hình, phát thanh và truyền hình của Việt Nam đáng nhẽ phải công bố những thông tin như vậy, thông tin nguy hiểm như vậy đang xảy ra ở ngay ngoài biển của Việt Nam, thì phía các đài truyền hình Việt Nam không đưa những thông tin này, mà các bạn thấy các bạn đều phải tự tra khảo và xem thông tin ở trên các mạng xã hội, trên các trang tweet của cái vị phó giáo sư của trường Đại học Hải quân ở Mỹ là ông Martinson này. Ông ta chia sẻ, và từ đây rất nhiều báo chí quốc tế đã lấy thông tin ra và tiếp tục đăng tải. Thì các bạn hãy theo dõi ở đây để biết được tình hình cụ thể nhất. Nhưng Đài Tiếng Nói Việt Nam, các đài truyền hình Việt Nam đã không đưa ra những thông tin cụ thể như vậy, mà họ lại tập trung vào cái việc mà tìm mọi cách là bôi nhọ những cái tờ báo ở nước ngoài như vậy, như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hoặc là Đài FA, hoặc là kể cả Thời báo, và những cái blogger hoặc là những người viết hoặc nhà báo độc lập, họ viết trên trang của mình và họ chia sẻ những cái thông tin đó thì bị nhà cầm quyền tại Hà Nội chụp mũ, cho rằng phản động, cho rằng là thông tin là sai sự thật. Nhưng mà quả thật là
cái điều đó là nhận thức rất kém. Và đây các bạn hãy nhìn thấy những cái thông tin mà Đài Truyền hình Việt Nam đã đưa ra. Họ đem cả những cái trang báo như Thời báo hoặc những cái trang báo khác hoặc là những cái cá nhân khác để họ gạch chéo như thế này. Đấy, thế thì đây là cái điều mà rất tệ hại của cái cơ quan truyền thông của Việt Nam. Bởi vì họ làm như vậy thì có nghĩa rằng họ gián tiếp là ủng hộ cho cái việc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, của Trung Quốc đối với Việt Nam. Và họ giấu người dân Việt Nam, giấu 90 triệu người dân Việt Nam. Và họ tưởng rằng người dân Việt Nam không biết cái điều này, nhưng mà đã nhầm. Bởi vì là thông qua những cái mạng báo chí truyền thông thì người dân Việt Nam đã biết rất rõ, đã biết những cái cuộc gặp của các quan chức Việt Nam với Trung Quốc, với gặp cuộc gặp của quan chức Việt Nam với Mỹ và những cái xúc tiến khác. Và các bạn phải biết rằng nước Mỹ là một đất nước mà rất hùng mạnh, và họ là một thể chế dân chủ, và họ không muốn cái chủ nghĩa cộng sản tiếp tục phát triển hoặc là gây ra những cái tội ác mới. Cho nên họ tìm mọi cách để giúp đỡ, để hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào với thế giới, khác với Trung Quốc ở điều đó. Cho nên Việt Nam hãy cố gắng tận dụng những cái cơ hội này, những cái điều kiện này để trở thành một nhà nước tự do và dân chủ, và để trở thành một cái nền văn minh và đi cùng với nhân loại. Để có như vậy Việt Nam mới có thể vững mạnh lên được, và điều đó mới đem lại được những cái hạnh phúc ấm no. Và hãy làm khác đi, chứ không thể tiếp tục theo như cái yêu cầu của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là kiên định chủ nghĩa xã hội nữa. Và đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua. Ông đã ốm rất nặng trong cái lần đột quỵ lần đầu tiên, và bây giờ chỉ thỉnh thoảng ông Nguyễn Phú Trọng mới xuất hiện, nhưng ông ta vẫn kêu gọi kiên định chủ nghĩa xã hội. Điều đó đi ngược lại cái điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn, tức là ông ta đoàn kết, muốn đoàn kết chống chủ nghĩa xã hội. Bởi vì ông ta cho rằng trong cái phát biểu của ông trước Liên Hợp Quốc, và ông ta nói chủ nghĩa xã hội chỉ đem lại những cái đau khổ cho người dân mà thôi. Vậy và điều cuối cùng là người dân Việt Nam phải quyết định cái vận mệnh của mình, phải nên ủng hộ những cái thể chế dân chủ và tự do, và để đây cũng là cơ hội để Việt Nam thoát Trung Quốc, thoát khỏi cái vòng bao vây của Trung Quốc, để có thể tự lực tự cường như Nhật Bản, như Nam Triều Tiên và như Hồng Kông và như các nước khác, để có thể tự bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Và ngoài ra thì cũng có thể liên kết với cả những cái nước như Mỹ và những cái nước văn minh khác như châu Âu, tại Đức, để Việt Nam có thể tham gia vào những cái khối quân sự để như khối NATO. Và điều đó thì sẽ giúp Việt Nam bảo vệ được chủ quyền biển đảo, và thậm chí sẽ đến thời điểm người Việt Nam và đất nước Việt Nam của chúng ta đòi lại được cái vùng chủ quyền tại khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép vào năm 1974 từ Việt Nam Cộng Hòa, và những cái đảo mà Trung Quốc chiếm sau này, nơi họ đã bắn chết 64 chiến sĩ tại đảo Gạc Ma của Việt Nam. Các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã bị hy sinh vì bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và điều đó không thể chấp nhận được nếu vẫn tiếp tục dùng chủ nghĩa cộng sản để cai trị nhân dân và làm ngu dân, và nó sẽ làm cho Việt Nam yếu đi. Vậy chúng ta chỉ có một con đường, đó là hợp tác với Mỹ, hợp tác với các nước văn minh và tham gia vào các khối quân sự lớn để được cùng nhau bảo vệ trước Trung Quốc. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, mùng 4 tháng 8 năm 2019, Chủ nhật. Và phía sau, ngay trước phía sau lưng tôi là Tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Và trước khi cuộc tường thuật này diễn ra thì tôi cũng đã gặp một số khó khăn, đó là việc cảnh sát Đức, cảnh sát Berlin đã phải hỏi chúng tôi rất kỹ, bởi vì tôi có thẻ nhà báo, cho nên chúng tôi có thể đứng đây để tường thuật cho các bạn ngay trước cửa Tòa Đại sứ quán Trung Quốc. Và cái điều này thì các bạn cũng biết rằng là Trung Quốc và đại sứ quán ở trong kia họ không ưa gì cái điều này, bởi vì những cái thông tin mà chúng ta tiếp tục chia sẻ và các bạn chia sẻ tiếp tục ra, và ngay cả bản tin này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục truyền tải sang tiếng Đức và tiếng Anh để cho các bạn bè quốc tế biết được chúng ta làm gì, và để cho phía Trung Quốc biết được chúng ta dùng những biện pháp đấu tranh hòa bình và dùng những cái truyền thông một cách thẳng thắn để chúng ta đấu tranh với cả những cái sai trái mà Trung Quốc đang gây ra đối với Việt Nam, cụ thể đối với khu vực bãi Tư Chính, nơi mà Trung Quốc hiện nay vẫn cho những cái tàu quần đảo xung quanh đó hàng ngày. Và người dân Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là những cái người làm nghề khai thác hải sản, thủy hải sản, là những cái người dân đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa hoặc Trường Sa của Việt Nam sẽ an toàn hơn khi họ ra khơi. Và điều đó cần cái sự ủng hộ của nhà nước Việt Nam, cần cái sự ủng hộ của quốc tế, của Mỹ, của châu Âu và của nhiều nước khác.
Vâng, các bạn hãy để lại những bình luận và những chia sẻ cũng như là những cái góp ý để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn trong thời gian tới. Và chương trình ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Lê Trung Khoa, Thời báo.de. Chào các bạn.